Show. Hello mọi người, thì mình là Kid đây và đây là cái shop Wi-Fi của Kid nè, shop MrKidFF.vn. Bạn nào mà có nhu cầu muốn đặt Wi-Fi hoặc là thử vận may kim cương á thì có thể ghé shop ủng hộ Kid nha. Bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Kid nè. Hi, chào mọi người, lại là Kid đây. Thì Kid chúc tất cả mọi người đang xem video này của Kid có một ngày thật là vui vẻ nha. Hôm bữa giờ Kid đọc comment á thì Kid thấy là có nhiều comment của các bạn kêu là vẫn chưa bật được đầu lóc màu đỏ OB30 nè, hoặc là bật lên xong á thì mình bị cái lỗi là không vào trận được, hoặc là bật lên xong á thì pin nó cao, rồi bật lên xong rồi nhưng mà vào game lại không có đâu nào. Đấy, thì video ngày hôm nay Kid sẽ làm sao cho mọi người bật được nha, và mình sẽ giúp mọi người khắc phục 100% các cái lỗi này. Và Kid cũng sẽ chia sẻ luôn cho các bạn một cái ứng dụng nữa có tên là Kiwi, dùng để bật đầu lóc màu đỏ nha. Nó dễ hơn 1.1.1 nhiều và bật được cho cả Refi và Refi Max luôn. Đây, thì mấy cái mà Kid chia sẻ cho các bạn á, thì mọi người cứ yên tâm mà sử dụng. Nói chung là cái gì nó an toàn, nó đúng, cái gì nó tốt á, thì Kid mới chỉ mọi người. Còn Kid thấy là có nhiều cái video của mấy YouTuber bên Việt Nam mình á, kêu là dùng bị khóa nít á, thì mọi người cứ yên tâm, cái này mình xài 2 năm rồi. Kid xài 8 mặt, có những cái mặt mà Kid nạp mua skin súng rất là nhiều. Mình mua 5 cái súng mà level 7 luôn cũng có mọi người, nhưng mà mình vẫn xài bình thường thôi. Nên là mọi người cứ yên tâm sử dụng nha. Các bạn ơi, các bạn mà có xem video này của Kid nè thì các bạn nhớ là ủng hộ cho Kid một đăng ký kênh nha, bật chuông thông báo lên. Bạn nào mà đăng ký kênh rồi á thì giúp Kid một like, một comment để giúp cho mình có tương tác nha mọi người. Kid thấy là có nhiều bạn á xem xong rồi quay mặt bỏ đi, không đăng ký, không like, không comment luôn. Nói chung là lạnh lùng quá mọi người. Xem lạnh lùng quá, kiểu này buồn lắm mọi người ạ. Nói chung là video nó mất cả một ngày dài luôn thì nó cũng rất là mệt. Hy vọng là cái video nó sẽ hay và các bạn xem thích á thì ủng hộ lại mình một like, một comment và đăng ký kênh thôi. Kid cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Ok, thì nói chung là cũng không vòng vo nữa, thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm sao bật được cái đầu lâu máu đỏ OB30 nha. Thì đầu tiên là Kid sẽ chỉ mọi người cái cách khắc phục ở trên cái ứng dụng 1.1.1 trước, rồi sau đó là Kid sẽ hướng dẫn cái app Kiwi sau nha mọi người. Ok, let's go. Thì đây, cái ứng dụng 1.1 này và Kiwi á, Kiwi màu xanh nè, thì các bạn đều tải ở trên CH Play hoặc là App Store nha mọi người. App Store cũng được nha. Bây giờ Kid sẽ nói đến cái ứng dụng 1.1 trước nha, rồi một tí nữa Kid sẽ nói cái ứng dụng Kiwi sau. Đây, thì bước 1 các bạn bật lên nha, bật app lên. Thì Kid thấy là có nhiều bạn bị cái lỗi này. Các bạn phải chờ cho cái vòng tròn ngay chỗ trắng trắng này, mọi người thấy đang xoay không? Các bạn chờ cho nó xoay xong nha. Xoay xong, nó kết nối xong thì lúc đó là chúng ta vào game á, nó mới có hiệu ứng. Còn bây giờ nếu mà đang xoay như vậy nè, nó chưa xoay xong á, mình bật Refi lên thì mình vào game nó sẽ không có nha mọi người. Đây, Kid sẽ vào cho mọi người xem. Thì khi mà mình vào mà không có thì mình giải quyết sao cho nó có này. Đây mọi người chờ chút xíu nha. Kid sẽ vào bên trong phần điều khiển á, thì nó sẽ không có cái chữ tắt đi, thì tức là nó chưa có bật hiệu ứng lên. Đây các bạn xem này, một cài đặt nha, điều khiển kéo xuống hiệu ứng hình ảnh này, thì cái mục hiệu ứng hình ảnh nó sẽ không có chữ tắt mọi người, nó đang để là chữ bật, thì có nghĩa là hiệu ứng vẫn đang thụ lùi. Đang thụ lùi nha mọi người, nó chưa có đỏ đâu. Đấy, thì lúc này á, cái cách khắc phục của chúng ta là chúng ta cần phải thoát Refi đi, chúng ta tắt đa nhiệm đi. Đây, cái sẽ bật đa nhiệm lên và mình sẽ thoát Refi nha mọi người, xóa hẳn Refi luôn. Rồi tiếp theo thì Kid sẽ bật cái ứng dụng 1.1 lên và mình bấm cái nút tròn tròn ở giữa nè, cho nó disable đi, disconnected thì nó sẽ tắt cái VPN đi nha. Rồi mình sẽ xóa luôn nha mọi người, tắt đa nhiệm của ứng dụng này luôn nha. Đấy, cho nó tắt hẳn Refi và ứng dụng luôn. Thì bây giờ thì mình làm lại nó sẽ có nè mọi người. Các bạn bật cái nút tròn tròn lên và chờ cho nó xoay xong nha. Đó, mọi người thấy không, nó xoay xong cái mục tròn tròn ở giữa đó. Thì nó xoay xong như vậy thì bây giờ mình vào trong game là 100% có nha các bạn, chắc chắn có luôn. Đây, Kid sẽ vào cho mọi người xem. Kid đang làm Refi Max nha mọi người, Refi Max nha. Refi Max và Refi thường á, thì cách làm nó y chang nhau thôi, nó không khác gì nhau đâu mọi người. Đây, Kid sẽ cho mọi người xem cái mục điều khiển nè. Đấy, nó có chữ tắt mọi người thấy không? Hiểu hình ảnh này có chữ tắt nè. Đây, đó, thấy chưa? Thế thì mọi người làm mà chưa có chữ tắt thì các bạn cứ tắt Refi đi, rồi sau đó mình tắt cái VPN trên cái app nè, rồi thoát app luôn.
thì chúng ta làm lại mọi người thì nó sẽ có thôi. Lưu ý là phải chờ cho cái mục tròn tròn ở giữa nó xoay xong ha. Nó xoay xong á thì mình vào refine nó mới có. Đây mọi người thấy không? Mình bắn vào là nó ra máu đỏ nè. Chứ nó hết ra máu đen rồi. Đấy. Nói chung là bắn máu đỏ thì nhìn nó đẹp mắt hơn, nó thích mắt hơn. À, máu đen thì nhìn nó cái game nó nhìn nó tối quá nên là Kit cũng thích chơi máu đen. Cái chơi máu đỏ cho đẹp mọi người. Đấy. Rồi ok, bây giờ thì Kit sẽ nói sang cái lỗi số 2 mà chắc chắn là nhiều bạn sẽ bị nè. Và Kit cũng đang bị luôn. Đó chính là chúng ta không vào được trận đấu khi mà bật hiệu ứng lên xong mọi người thì không cho vô. Nguyên nhân là do mình chưa có tắt cái chữ VPN ngay cái cột sóng wifi nè. Thì bây giờ để mà mình vô được trận đấu á thì các bạn cần phải vào trong huấn luyện nha. Để mà tắt cái ứng dụng đi thì nó mới cho mình chơi được. Đấy. Còn không là các bạn đừng có tắt ngoài sảnh chờ nha. Tắt ngoài sảnh chờ là nó sẽ bị đứng máy, nó sẽ không có kết nối được. Thì mình sẽ không có vô game được đấy. Mình cứ vào trong huấn luyện nha. Rồi sau đó mình bật cái ứng dụng lên nè. Rồi mình bấm vào cái nút tròn tròn giữa cho nó disable đi. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cái chữ VPN ngay cột sóng wifi nó biến mất đi. Đấy, nghe chưa? Bây giờ thì các bạn vào game nha. Đấy, mình chờ chút xíu cho cái pin nó ổn định lại. Thường thường là Kit sẽ phải chờ khoảng tầm 1 phút mọi người. Còn máy nào yếu á, thì mình phải chờ khoảng 2 phút nha. Thì nó mới ổn định cái đường kết nối của mình. Thì mình chơi mới được. Các bạn mà ra ngoài sảnh chờ sớm quá đó là các bạn sẽ gặp một cái lỗi là mất kết nối nha. Nó không tìm được trận đấu. Nên là chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc nha mọi người. Chờ chút xíu là không lâu đâu. Nói chung là cái này các bạn chỉ làm một lần duy nhất thôi. Trước khi mình chơi mình bật lên xong mình tắt thôi. Một lần thôi là nó có hoài luôn. Đó. Thì khi mà các bạn tắt như vậy xong á thì chúng ta cứ tìm trận đấu bình thường nha. Chứ cái này Kit cũng hay bị cái lỗi là mình quên tắt mọi người. Thì mình vào trong đấu phòng á, tạo phòng xong rồi đứng máy luôn, không cho mình chơi. Thành ra mất một vé phòng hoài ngủ mọi người. Đấy. Ok, bây giờ thì Kit sẽ nói sang cái lỗi thứ ba mà nhiều bạn hay bị, đó chính là pin cao. Ở đây các bạn thấy là Kit đang chuyển sang server Việt Nam mình chơi rồi. Thì cái pin của mình nó luôn luôn hơn 100. Cái nguyên nhân là do các bạn đang để cái app nó chạy ngầm. Thì bây giờ các bạn cần phải tắt cái ứng dụng này đi để cho cái pin của mình nó về cái mức thấp nhất mọi người. Đấy. Pin của Kit đang là hơn 100 nha mọi người. Đấy thì sau khi mà Kit tắt cái app xong á thì nó sẽ là pin vàng 3 số 9. 999 cộng, nhưng mà chờ xíu mọi người. Chờ xíu là nó sẽ giảm xuống nè. Nó còn có mấy chục à. Đấy thì cái nguyên nhân do các bạn pin cao là do các bạn không chịu tắt cái app đi trước khi mình vào trận đấu. Các bạn chịu khó bật xong á, khi mà nó có hiệu ứng xong rồi thì mình vào trong huấn luyện. Thì mình chịu khó mình tắt nó đi. Rồi bây giờ mình chơi thoải mái luôn. Làm có một lần duy nhất thôi là nó có hoài á mọi người. Đấy, nó còn có 30 này không? 44. Đấy, nên là mọi người nhớ là tắt app trước khi mình chơi nha. Chứ không là nó sẽ bị lỗi rất là nhiều đấy. Ok, bây giờ thì Kit sẽ nói sang cái app Kiwi. Kiwi là dành cho bạn nào không dùng được ứng dụng 1.1 nha. Thì mình chuyển sang Kiwi mình dùng cũng được. Thì Kiwi này cũng tải ở trên Google Play hoặc App Store nha mọi người. Khi mà bật cái Kiwi lên xong á thì cũng cần phải kết nối nha. Lúc đầu tải về á thì các bạn nó sẽ yêu cầu là mình kết nối với lại VPN ở trong cái máy của mình. Thì các bạn bấm chữ Allow này. Allow, cho phép. Mọi người nhớ là mình bấm vào cái chữ cho phép nha. Đừng bấm từ chối. Bấm cho phép á thì nó mới kết nối được. Đây. Kết nối, thêm vô. Đấy, thì bây giờ nó sẽ kết nối nè. Cái Kiwi này Kit thấy là nó kết nối nhanh hơn là cái ứng dụng 1.1.1 với lại nó ít lỗi hơn. Nên là các bạn nào hay bị lỗi á, mình làm không được cái ứng dụng 1.1 thì mình chuyển sang Kiwi để mà chơi nha. Cái này thì Kit bật Refine thường cũng được, Refine Max cũng được luôn. Đây, Kit sẽ bật lên cho mọi người xem. Thì mấy cái đầu lông máu đỏ nè là Kit thấy là các bạn dùng mấy cái app nào mà bật được VPN á là nó đều có nha mọi người. Chứ không phải là chỉ nhất thiết là dùng 1.1 hay là Kiwi đâu. Nhưng mà do là hai cái app này xài nó nhanh gọn lẹ mọi người. Không tốn tiền, nó ít bị lỗi mọi người. Nên là Kit share cho mọi người nha. Đó, mọi người thấy là Kiwi nó đã bật được cái chữ tắt nè. Tức là hiệu ứng hình ảnh nó đã có đầu lông máu đỏ rồi. Còn khi mà để chữ bật á, nó không có chữ tắt thì cái hiệu ứng của mình đang là máu đen xì lì. Đấy. Kiwi á, thì Kit bật cái có luôn chứ nó không có bị lỗi giống như là 1.1. Đấy, thì mọi người cứ xài Kiwi thử coi sao nha. Nhưng mà Kiwi á, thì các bạn cũng cần phải là vào trong huấn luyện để mà tắt VPN trước khi mà chúng ta chơi nha mọi người. Mình cứ vào là cái app nè. Sau đó thì mình, cái này cũng có quảng cáo nha mọi người. Quảng cáo nha, mình bấm vào cái chữ ngừng kết nối nè. Đấy, là như vậy là nó sẽ mất kết nối thì mình chơi nó sẽ ok nha. Rồi thì video clip ngày hôm nay của Kit thì cũng chỉ như vậy thôi. Hy vọng là các bạn sẽ làm được nha. Đây là lần thứ 5 Kit chỉ rồi nên là mọi người cố gắng mình làm theo cái video này chắc chắn là sẽ được nha mọi người. Đấy. Thì tạm biệt tất cả mọi người và chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ nha. Bye bye.